Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Good evening. Yeah. All right. Come in, please. Ready? Come in, please. Yeah. Thưa tất cả các bạn học viên theo học cái lớp tiếng Anh giao tiếp ở một cơ giải, xin giới thiệu với tất cả các bạn là hôm nay môn cương giải nói chung hết sức vui mừng và cái lớp học của chúng ta cũng rất là tự hào được đón chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, Việt Kiều từ Mỹ, cùng với phu quân của chị là ông Rêm, cùng với vợ chồng nhà báo Trường Nguyễn đã đến với Việt Nam, đã về với Việt Nam này, đến với Yên Bái và lên với môn cương giải và trực tiếp gặp gỡ các bạn đang học cái lớp tiếng Anh mà do vợ chồng ông bà Mai lên đây trực tiếp đầu tư cho cái chương trình này. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông bà để dành thời gian rất là quý báu của cái buổi tối hôm nay rất ý nghĩa. Xin trân trọng ông Rem, phu quân của bà Mai sẽ có mấy lời. I'm so delighted to see you students here learning the English language. The English language is my stock in trade. I am a lawyer. I involve with words in the English language every day in my law practice. I love the English language. There are so many words that can be precise and exact meaning. And when I'm trying to write something, write a paper, I don't think I have quite the right words. I keep looking until I find the right word, and then the communication is perfect. But let's see, what else can I tell you about the English language? It's universal. That means that universal means it's everywhere. In all of the countries, you'll find people who speak English. And it will be a benefit to you, even here in staying in Vietnam, interacting with tourists who come to Vietnam, and you will be sitting them at ease if you speak English to them, because they won't speak Vietnamese, probably not. Now, a person who can speak more than one language, I'll give you a word to remember. Because that's what you are now. You can speak more than one language. The exact word for somebody like that is polyglot. P-O-L-O-G-L-O-T. Polyglot. German. You would probably learn those other languages faster because of your experience teaching yourself with the help of your teacher to speak English. So, good luck to you, and we're on your side. And now I'll let my wife, Co Mai, say a few words. Chị Mai thì cả. Ông nói rất vui được có mặt đây được gặp các học viên của cái lớp học tiếng Anh này, và ông ấy nói đến cái tầm quan trọng của ngôn ngữ, nó rất là quan trọng và có vai trò rất lớn trong đời sống, đặc biệt là cái xu hướng là toàn cầu hóa. Cho
nên là mong các bạn là muốn học cái ngôn ngữ và càng biết nhiều ngôn ngữ thì càng sẽ càng tốt, càng có lợi cho cái công việc, cho cuộc sống. And our monitor want to say something to express our thank to you, your sponsor, okay? Mr. Leung. On behalf of the class, I would like to express our gratefulness and sincere thanks to your sponsor. And we promise that we will complete the course with the best result. We hope to get more support from you in the future. Very well. So sorry, my students are at the beginner level, so they can speak a little. Yeah. That's fine. And I am the English teacher of this class. Xin mời chị Ngọc Mai có mấy lời với lại các em trong lớp. Cô rất là hân hạnh đó đến thăm cái lớp bữa nay. Khi cô biết được mùa căng trải thì đã bắt đầu có nhiều người khách du lịch tới, mà cái điều đó mà để giúp cho đồng bào ở đây là làm sao mà cho đồng bào có thể khi tiếp xúc với người ngoại quốc mình nói được cái tiếng của họ. Điều đó nó sẽ giúp cho các bạn đó, trong cái vấn đề sinh nhai của mình, trong cái đời sống của mình. Thì cô nói chuyện với ông xã và quyết định là sẽ giúp mở cái lớp đầu tiên đó. Thì cô nhìn thấy ở đây thì cô cảm thấy là rất là vui, là vì các bạn tới lớp rất là đông đủ. Thì nếu mà cái lớp này đó mà đạt được cái kết quả tốt, có thể giúp ích được cho các bạn ở đây đó, thì hai vợ chồng tôi hứa là sẽ tiếp tục đó. Bởi vì tôi hiểu là còn có rất nhiều bạn ở ngoài kia cũng có nhu cầu, nhưng mà cái lớp nó có hạn thôi đó, thầy dạy thì chỉ có một cái số nhất định thôi. Thì hy vọng là các bạn là dốc hết tâm hết sức của mình nhé để học. Thầy Hiếu Hiếu Trưởng của trường có đôi lời cá từ ạ. Thưa hai ông bà Mai, thưa chú Bắc Thích đại diện của tỉnh, thưa hai vợ chồng anh chị trưởng thay mặt cho gia đình trường trung học phổ thông Vĩnh Trại và các học viên của đơn vị trường, tập tại điểm trường và thầy cô giáo, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của ông bà Mai đã không quản ngại đường xa xa xôi đến để hỗ trợ chia sẻ khó khăn với bà con Vĩnh Trại. Cũng xin được chia sẻ thật với ông bà, với các anh các chị là các học viên ở lớp ấy là chủ yếu là xuất phát từ nông nghiệp. Khi mà có cái du lịch phát triển thì bà con cũng mở rộng cái mô hình homestay để nhằm nâng cao cái thu nhập cho gia đình, cải thiện cuộc sống gia đình. Thế thì bà con gặp rất là khó, nhiều khó khăn khi mà được tiếp xúc với những người nước ngoài để hướng dẫn họ, để phục vụ trong cái đưa quảng bá những cái nét văn hóa của địa phương ra bên ngoài. Khi mà được tài trợ cái lớp học này thì nhà trường thấy là cái lớp học này rất là có ý nghĩa và cực kỳ quan trọng đối với cái bà con ở đây. Khi mà tham gia khóa học thì bà con có tự tin hơn trong cái giao tiếp với người nước ngoài, và bà con cũng có được một những cái kiến thức cơ bản, mặc dù là cái lớp học cái thời lượng học chưa được nhiều và cái chương trình học thì cũng chưa xong. Chính vì vậy mà bà con hiện nay thì cũng đang học, và một phần nữa là cái dịch Covid ấy, thì hiện nay đang mặc dù đã giảm rồi, cái lượng khách du lịch đến với Vĩnh Trại hiện nay vẫn chưa nhiều, đặc biệt là người nước ngoài.
Chính vì vậy một cơ hội để cho bà con thực hành trực tiếp với người nước ngoài chưa được nhiều. Chính vì vậy mà cái lớp học này là đang trong cái giai đoạn thời mới là lớp đầu tiên mà mình chạy. Thì qua cái lớp học này tôi rất mong muốn là cái lớp học và phát huy được tối đa cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng mà mọi người kỳ vọng vào lớp học đó. Với thứ hai là qua cái lớp, sau cái lớp học này thì mong muốn là có nhiều cái lớp học khác nữa để không những các bà con ở đây được đi học mà những bà con ở những cái bản xa hơn nữa ở ngoài thị trấn Hương Trạch vẫn tiếp tục theo học để phát huy được cái khả năng của bà con để làm sao thu hút được nhiều khách du lịch, mà khách du lịch đến đây thì được hiểu được cái nét văn hóa và qua các cái lớp học này truyền tải đến khách du lịch để mong muốn là quảng bá cái hình ảnh Mường Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái và đất nước con người Việt Nam nói chung ra ngoài thế giới được tốt hơn. Thì thay mặt cho các thầy cô giáo, học viên và nhà trường xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của ông bà Mai, cảm ơn hội phụ huynh học tỉnh, cảm ơn các nhà tài trợ đã kết nối được để cho có được cái lớp học như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Menin. Và tiếp theo thì cô Ngọc Mai xin trao một chút quà cho đại diện là thầy Quang, để thầy Quang có thể có một chút bánh kẹo để mà giúp cho các học viên có cái niềm vui hơn trong học tập. Mình xin mời thầy Quang ạ. Thank you very much. Và bây giờ chúng ta xin có một bức hình chung kỷ niệm nhé. Dạ vâng ạ. Thank you.
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.